Các bác cho các bác lại này shipper đây giảm cách xã hội thèm ăn lẩu lại phải tự order về ăn thôi nào. Hôm nay có cốt giảm giá nên thử order quần mới về thầm nè he <laughs> Nước lẩu đến nơi thì vẫn khá là ấm nóng và đầy đặn nha. Úi giờ một bát full topping thì có mì, tôm, đậu phụ, ngao, có thể loại viên xúc xích, phô mai, há cảo. Nói chung đầy đặn dã man các bác ạ. Cơ mà nước lẩu thì lại không khác gì nước mì cả. Nếu mà điều chỉnh tôi nghĩ sẽ ok la hơn nhiều. Viên chiên hải sản sốt phô mai này ăn bon mồm cực rất recommend nha. Sao mà có coupon giảm giá sẽ order tiếp ha.